Chuẩn bị bà kia lên thớt rồi đó. Chị học gì? Ừ. Chị sát hả? Ừ. Nó làm gì? Vui dễ sợ phải mà bà dễ thương ghé tính lòng dễ thương. Chị thương kinh luôn. Ừ. Bà nói chuyện mà chị cười, tức cười sợ. Mà cũng hòa đồng cũng này kia lắm. Tức cười. Kêu chị không nhận học viên nữa. Nó sẽ thôi. Kêu con. Họ là họ cần rồi nha. Mình còn bé mà đã nhắn tin năn nỉ nè. Mình chị chưa nhận. Mày quá. Ta dạy cho hai con đi xong ta nhát dạy luôn. Thì cái ý là chị dạy là ít có hai đứa môn mà chậm chậm như thế này, chậm mới nói không hiểu là đi học cái yêu yêu người ta vui quá đi. Thì về thẳng luôn á, về đi học là phải đi cho nó chú tâm vô xíu cho nó ra nghề cho rồi. Không mà dạy bà My ấy, ta chán hơn nữa. Trời ơi, khổ. Nó không lanh. Mấy đứa mà không lanh là mày cơ. Mà thấy tội mà mình dạy là mình phải cho ra nghề. Chị cho cục chim ăn lì. Bay này chứ. Chiều nay nhiều không vậy? nói chung Cũng được là ha. Cũng đủ clip cho chị. có Đâu chị quay được cái mà cũng thuộc dạng là được được, được còn nhiều á, nhiều á là tầm 5 video, 5 video là hết tiếng hội hơn. Đây, hồi xưa em kỹ quá lắm mà chị, sau này bị người thả lùng. Ủa, em năm nay bao nhiêu mà em kêu hồi em đi học là em về thi là em gặp chị? Giờ đâu hồi xưa kia ở chỗ khác thằng lớp gì làm gì có mấy cái này. À, tự Không mua nặng rồi chị mà hồi về thi. không Thấy hồi. Tại vì thấy cũng lớn rồi, không phải là nhỏ. dạ đúng rồi. Thì ý là thấy cũng lớn chứ không phải là nhỏ như mấy đứa Mới nhỏ. mới đã đâu Không phải là trẻ trâu trẻ ngái nè, phải ngồi dạy ta mới nhìn được, nằm khó lắm, khó nói lắm. Vừa hôm nó thấy nhìn cái con nó nằm nó rất là đẹp, nó ngồi dạy xấu quét Nó lại. Ai biết là người em mà nằm thì cũng không đẹp mà ngồi dạy cũng đẹp lắm. ngủ ghê vậy. Mà gặp chị là sẽ đẹp hơn Đó thì đương nhiên rồi đó. chắc chắn luôn. Xưa đi tàu đi thăm Mỹ đi nó lại rạch ra rạch đổ trơn Giờ trừ nam nữ chị cũng đẹp hết, phải đẹp nha, dạ nhìn đúng phải rồi đẹp hết. thấy
nâng mũi bơ môi rồi chứ là không thấy. Nhưng mà bây giờ giống như là bình thường đó, làm đẹp cái làm đẹp của phụ nữ công nghệ mà là gọi là công nghệ rồi. Nhiều nữa thấy cái màu miệng đẹp rồi cho phay mà nó quấn chi cái màu sưng cái mỏ lại những người chồng quấn tay miệng miệng tay như bông mày ông này ghê. Miệng đang đẹp cái gì phải đứa bay thích mỏ kiểu như là gợi cảm nè, rủ nè, màu dài màu dài đúng là cái năng bổ được rồi, mắt miết gì đó các kiểu râu râu nó nhiều người nhọc nha. Ủa thế à? À thế à? Nó là người làm nhọc lắm luôn. Thôi thôi thôi, nó nói câu này để tích chỗ nào, tích mấy cái nào liền. Là cái nào? Tìm á, nó tìm á. Không mà nhiều đứng tìm ta thấy tài cũng dễ ấn thiệt luôn. Đúng rồi, hình như tim đúng rồi đó. Đàn ông mà cũng dị ứng nữa. Mình này mình cũng dị ứng nữa chứ. Nói chung mà cái đẹp này chị nhìn cái đẹp mà chị thấy là quá đáng đẹp là thôi. Thấy hơi quá đáng không? Không vừa vừa thôi, nhìn dễ thương là được. Nhưng mà sự biết thành nghiện đúng không chị? Đúng không? Nhiều người nó hỏi thì mình nghiện. Thấy không hoàn hảo. Thôi. Em lấy Medic lên đắp đi. Chờ mê cái đít luôn. Chờ đắp Medic. Đắp lên gấp mấy lần luôn rồi nè. Bình thường nó vậy, bình thường nhẹ nhẹ mà đau chỉ bằng lỗ đạn mà. Nói chung đủ, chị định không quay mà chị thấy hòa cái con nó đã công chị hối tiếc nè. Mọi người nó nói gì nó cũng có bụng đó hả? Đây nè, đây nặng chỗ miệng nè. Chị không mụn rất là miệng. Bộ béo luôn. Chị gái em kỹ đây. Em đoán người này bao nhiêu tuổi em? Đúng rồi, đúng rồi. Không, ý là 50 đứa nè. Ngang biết đoán tuổi không nè. Giờ da này cũng đang xấu nè em đó. Phải đợi gặp lon dài dài. Gặp mô mà hết nút rồi nè, hết thịt dư nè. Mấy? Ồ, chị thấy cũng trẻ mà. Bé tên chị đó. Cái gì vừa nói, em qua lòng đó, bé tên chị đó. Em có được bạc anh nói đó. À đó à? Sao vô được nữa đó nghe. Em phải nói 25. Mình tạo cũng không khí vui vẻ cho khách chứ. Mình phải nói ù anh đi, cha trẻ quá đi. Mặc dù nó xấu,
Nói mày không dễ sợ chứ. Không, này cả nói thơ cả những anh nói chậm cả nó. Là em vẫn còn nhỏ thì chị gọi em là em là em biết là em trẻ rồi. Chị ba mươi mấy rồi. Chị ba mấy? Chị bằng tuổi con nó đó. 35 à? 35 dê đi em. Ừ.